Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho bài luyện tập 1, trang 19, sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta thực hiện phép tính này: A nhỏ âm 2 phần 5 nhân 5 phần 4 và B nhỏ là âm 7 phần 10 nhân âm 9 phần 11. Trước khi làm bài tập này thì cô và các em sẽ cùng đi ôn lại quy tắc nhân hai phân số. Các em sẽ mở lại cho cô phần đóng khung ngay phía trên này. Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và các mẫu với nhau. Cụ thể, A phần B nhân C phần D chính là bằng A nhân C phần B nhân D. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vận dụng quy tắc này để chúng ta trình bày lời giải cho bài luyện tập 1 này. Rồi, đầu tiên là cô sẽ viết lại đề bài của ý A này. Cô có âm 2 phần 5 nhân 5 phần 4 sẽ bằng này. Rồi chúng ta nhân các tử với nhau, nghĩa là các em sẽ lấy âm 2 nhân với cả 5, đúng không ạ? Vậy là âm 2 nhân với 5 phần mẫu nhân với nhau, nghĩa là sẽ lấy 5 nhân với 4. Và sẽ bằng âm 2 nhân 5 là bằng âm 10 phần 20. Đấy, đến đây thì các em có thể dừng lại, hoặc nếu các em có thể làm thêm một bước nữa, đấy là bước rút gọn, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ thực hiện thêm một bước rút gọn để cho phân số của mình trở về thành phân số tối giản, được không ạ? Đấy, bằng cách là cô sẽ chia cả tử và mẫu của phân số này cho 10, thì cô sẽ được là bằng âm 10 chia cho 10 phần 20 chia cho 10, và cô được kết quả là bằng âm 1 phần 2, đúng chưa ạ? Tương tự như vậy thì cô sẽ thực hiện với ý B. Âm 7 phần 10 nhân âm 9 phần 11 và sẽ bằng này, các tử nhân với nhau, nghĩa là âm 7 nhân âm 9 phần các mẫu nhân với nhau, nghĩa là 10 nhân với 11, đúng không ạ? Và bằng âm 7 nhân âm 9 là bằng 63 phần 110. Rồi, ở đây thì là phân số tối giản rồi nên cô sẽ không thực hiện việc rút gọn nữa. Vậy là cô và các em vừa trình bày xong lời giải cho bài luyện tập 1. Các em có thể truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.